Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt tại trung tâm hành chính của huyện Con Rẫy để review cho các bạn tham khảo một cái mảnh đất ở khu vực này các bạn nhé. Thì hiện nay chính chủ đang khá là kẹt tiền, cũng muốn bán nhanh cái lô đất này ra để thu xếp công việc các bạn ạ. Phía trước kia là cái ngân hàng chính sách này các bạn này. Tôi đã từng review cho các bạn những cái mảnh đất ở khu vực đấy. Thẳng khu vực này tôi đã từng review cho các bạn những cái mảnh đất ở khu vực này. Và đối thẳng tay tôi đây, đó là một cái dãy trọ và tôi cũng đã từng review rồi. Các bạn nào chưa xem thì có thể xem lại những cái video trước. Đấy, hiện tại vẫn chưa bán được các bạn nhé. Vẫn chủ vẫn đang giao bán. Và phía trước này thì chúng ta sẽ là cách khoảng cỡ 200m, chúng ta sẽ đến với lại quốc lộ 24 các bạn ạ. Còn bên đây là hội trường của cái thôn ở khu vực này các bạn nhé. Thì ở khu vực này là toàn bộ là đất đai là được quy hoạch đất ở hết các bạn ạ. Hiện nay là chính quyền địa phương người ta đã cấp hết đất đai cho cán bộ công chức rồi. Thì cán bộ công chức là những ai? Thì đó là ví dụ như là chủ tịch huyện này, nhà trưởng phó các cái phòng ban ở huyện này, đấy vân 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 vân, thì sẽ được diện nằm trong cái diện là được cấp đất ở khu vực này các bạn nhé. Thì đất mà được cấp thì các bạn hoàn toàn là yên tâm, bởi vì sao? Bởi vì nó là đất thuộc sở hữu riêng của cá nhân rồi, hoàn toàn các bạn có thể sử dụng xây nhà hoặc là bán chuyển nhượng đều được các bạn nhé. Nhà nước không bao giờ có cái chuyện thu lại các bạn ạ. Do vừa rồi tôi có nhận được một số những cái luồng ý kiến là cho rằng là đất cấp là cái đất mà nó kiểu như sợ sau này nhà nước nó thu lại ấy, thì không có đâu các bạn nhé. Đất cấp cũng giống như cái đất các bạn mua thôi, các bình thường đấy các bạn. Nó là một cái mảnh đất có quyền giao dịch và có quyền làm mọi thứ trên đấy theo cái gọi là được nhà nước giao đấy, theo cái hình thức mà gọi là được phép các bạn. Đấy, khu vực này thì các bạn để ý là xung quanh đây dân cư đang còn khá là thưa thớt. Bởi vì sao? Là bởi vì là những cái tầng lớp, cái đội ngũ mà được cấp đất ấy, thì hầu hết là họ đã có nhà hết rồi các bạn. Họ đã có nhà, có cửa đàng hoàng rồi. Một là họ ở cái khu vực này, hai là họ có nhà, có cửa ở cái khu vực khác các bạn. Ở những cái vùng ven ven khu vực này. Đấy, tuy nhiên là họ hiện tại là họ chưa sử dụng đến cái đất này các bạn ạ. Đấy, cho nên hiện tại là một số hộ, một số người người ta cũng muốn bán ra. Đấy, các bạn để ý các con đường này chạy thẳng xuống cái trung tâm phía dưới này, rất là đường rất là rộng rãi thông thoáng này các bạn này. Thì các bạn để ý khu vực này thì cơ sở vật chất hạ tầng thì rất ổn rồi. Các bạn nhìn điện các thứ rồi là ok, có hết rồi các bạn ạ. Đấy, chỉ việc mua đất vào và thiết kế cho mình một cái căn nhà ưng ý và ở thôi các bạn. Hết sức tuyệt vời. Đây các bạn để ý này. Thế hôm nay tôi review thì nó vào một cái buổi chiều tà các bạn ạ. Hôm nay thì trời cũng hết sức là đẹp. Sau những cái ngày mưa gió thì thời điểm này thời tiết bắt đầu lại nắng ráo rồi các bạn. Thì tôi đang chờ anh chủ đất anh đến các bạn nhé. À kia, hình như thấy anh đến rồi. Và chúng ta sẽ gặp anh chủ đất. Anh sẽ giới thiệu thêm một số cái điều về cái đất này. Và cái thứ hai nữa là nếu mà các bạn muốn cần biết cái sổ như thế nào, cái đất nó như thế nào, các bạn cứ xem sổ nhé các bạn nhé. Vì sổ đỏ là có. Đấy, chính chủ hiện nay đang rất là kẹt muốn bán ra các bạn ạ. Các bạn có thể theo dõi cái cuộc đối thoại của tôi với lại anh chủ đất này. Đâu anh? Đây anh, từ chủ này à? Hình như chủ này. Xong mấy việc rồi đấy chị anh? À sát đây luôn ạ. Tường này 21 mét.
22 ạ. Sát đây. Còn đây là vỉa hè. À, như vậy là cũng được hai mặt tiền đấy chứ. Hai mặt tiền là tới mà. Ừ, hai mặt tiền. Bên kia ngân hàng chính sách. Đúng rồi. Đấy là hồi chuông thôn, bên kia là ủy ban huyện. Đây thì cái làn ranh của đất nó sẽ như vậy các bạn nhé. Ở phía trước kia là sẽ có cái con đường nhựa các bạn này. Đây phía trước này. Đấy thì chúng ta sẽ có là diện tích là 7,5 nhân cho 21,5 các bạn nhé. Tất cả là 161,2 m². Toàn bộ đất đai là đất ở hết các bạn. Hiện nay khu vực này vẫn đang là nông thôn các bạn nhé. Khu vực này nó là xã các bạn ạ, xã Tân Lập. Đấy cho nên là đất của chúng ta sẽ trong cái giấy tờ sẽ là đất ở nông thôn các bạn ạ. Tương lai thì khu vực này nó sẽ được lên thị trấn các bạn ạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì là không thể nào trung tâm hành chính huyện mà lại nằm ở một cái cấp xã được các bạn. Đấy cho nên các bạn cứ yên tâm. Đây cái làn ranh này các bạn này. Đấy cái trụ chiếc các thứ là đàng hoàng theo như anh chủ đất anh ấy giới thiệu. Và khu vực này đường xá thông thoáng hết các bạn nhé. Kết nối hết khu vực kia là ủy ban nhân dân huyện này các bạn này. Đấy đường xá các bạn này. Đất của anh chủ là đất ngay ngã tư các bạn nhé. Đất ngay ngã tư. Đấy, tương lai thì sẽ rất là sầm uất và phát triển đấy các bạn. Hai mặt tiền ngay ngã tư các bạn ạ. Khu vực này là đường rộng 14 m luôn các bạn nhé. Đường rộng 14 m. Cái lòng đường ấy thì các bạn để ý thì nó cũng khoảng cỡ 6-7 m thôi. Còn hai bên cái vỉa hè ấy, thì khá là rộng. Đây và đây các bạn này. Bạn để ý hai cái trụ bê tông sẽ là đất của chúng ta. Hai mặt tiền các bạn nhé. Hết sức rộng rãi và đẹp đẽ. Đất cao hơn mặt đường xây nhà hết rất là đẹp các bạn. Đây khu vực này chạy thẳng vào này. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi thăm xung quanh các bạn ạ. Để cho các bạn dễ hình dung hơn về cái khu vực này. Do nhiều khi nói cũng không chắc ăn bằng hình ảnh các bạn ạ. Các bạn hãy theo chân tôi. Chúng ta hãy cùng đi đến những cái khu, cái cơ quan hành chính và cái quảng trường của huyện, cũng như là cái quốc lộ 24, xem là cái độ thông thoáng, cũng như là khu vực này được quy hoạch là cái nơi trung tâm thị trấn của huyện về sau này. Đây, ở ngoài đây là chúng ta sẽ ra một con đường nhựa này các bạn này. Con đường nhựa này tôi đã từng review cho các bạn những cái lô đất ở đây. Ở đây thì khu vực này thì giá đất giá đai nó tăng hàng ngày các bạn ạ. Hiện nay đang khá là nóng sốt.
Bởi vì do giá đất ở khu vực này tôi thấy nó còn đang còn nằm ở cái mức giá nó tương đối là vừa phải. Đấy thì tương lai nó sẽ lên đến một cái mức đỉnh nào đó thì nó sẽ dừng lại các bạn. Hiện tại là nó vẫn chưa đến đỉnh các bạn. Đây phía ngoài kia là quốc lộ 24 các bạn này. Ở đây dân cư cũng nuôi bò khá là nhiều này. Đây là khu vực Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy này các bạn này. Cách lô đất cũng tầm 200m thôi các bạn. Hết sức là thuận lợi cho các bạn. Ví dụ sau này có sinh sống ở đấy mà có công việc gì liên quan đến khối hành chính của huyện thì liên hệ rất là gần. Hoặc là các bạn công tác ở cái khu vực này, mua đất mua đai ở khu vực này thì quá tuyệt vời. Còn bên này là cái khối đoàn thể của huyện các bạn nhé. Khối đoàn thể rồi mặt trận của huyện ấy. Thì khối đoàn thể của huyện đấy nó bao gồm mặt trận huyện rồi hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh rồi đoàn thanh niên đấy vân 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 vân. Đây, bên này là cái cổng vào của Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy này các bạn này. Nhìn trông cũng rất là khang trang và hoành tráng đẹp đẽ các bạn ạ. Do khu vực hành chính của huyện Con Rẫy này thì cũng quy hoạch về đây hình như cũng được cũng thời gian gần đây đấy các bạn. Đây, khu vực này là nhìn ra cái quảng trường của huyện Con Rẫy các bạn nhé. Quảng trường huyện Con Prai. Đây, nhà văn hóa, nhà thi đấu huyện đấy các bạn này. Đây, khu vực này đường nhựa rộng rãi, thông thoáng các bạn ạ. Người dân đi tập thể dục ở khu vực này rất là nhiều. Hết sức là đẹp đẽ các bạn. Khu vực này các bạn lưu ý là nó sẽ được bao quanh bởi cái dòng sông Sở Nghé các bạn nhé. Đầu nguồn của dòng sông Đắk Bờ La. Đấy, hết sức là thông thoáng và gọi là đẹp các bạn. Bên đây là huyện ủy này, huyện ủy huyện Con Rẫy này. Đấy, đường rộng rãi này. Đây, bên đây là cái nhà văn hóa của huyện này. Khu nhà thi đấu các thứ này các bạn này. Đấy. Đấy, khu vực này trung tâm hành chính huyện, hết sức là đẹp các bạn. Đây, người dân người ta sẽ đi bộ và người ta sẽ tập thể dục ở cái khu vực này các bạn này. Đây này. Có những hết sức là đẹp. Buổi tối thì sẽ có những cái quán bán chè rồi bán trứng vịt lộn các thứ mọc sẽ nập mọc lên ở đây. Nói chung là sẽ rất là đẹp các bạn. Đây, ngoài đây là khu vực này là quốc lộ 24 này các bạn này. Đây thì chúng ta sẽ đến với lại cái dòng chữ quảng trường Con Prai, huyện Con Rẫy các bạn. Nhìn trong cái bảng cũng rất là đẹp. Quốc lộ 24 thì rộng rãi thông thoáng. Con đường rộng 25-30m các bạn. Hết sức rộng rãi, thông tuyến. Khu vực này ngày xưa đường rất là xấu, nhưng mà từ khi thông tuyến đẹp đẽ thì nâng tầm rất nhiều cái giá trị đất đai của cái khu vực này, cũng như là của cái trung tâm huyện Con Rẫy này lên các bạn. Đây, đây là cái khối đoàn thể này các bạn này. Đấy, hôm nay tôi cũng xin review một cái đoạn ngắn như vậy cho quý anh chị em các bạn tham khảo các bạn nhé. Anh chị nào cần mua cái mảnh này xin hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại Zalo 0977 237 096 các bạn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video review sau.